学中国普通话，học tiếng phổ thông Trung Quốc。亲爱的听众朋友们，你们好。Quý vị và các bạn thính giả thân mến, hoan nghênh các bạn đón nghe tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc hôm nay. Xin thông báo cho các bạn một tin vui. Chúng tôi đã mở trang học tiếng Trung trên Facebook. Mời quý vị và các bạn truy cập tiến hành giao lưu. Các bạn cũng có thể truy cập trang web của đài chúng tôi tại địa chỉ vietnamese.cri.cn hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ viea.cri.com.cn. Chúng tôi sẽ giao lưu trao đổi định kỳ với các bạn qua trang web. Mong các bạn quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến. Thu ngày này, trong những bài trước chúng ta đã học nhiều mẫu câu rồi. Vậy hôm nay chúng ta học mẫu câu mới nào nhỉ? Vâng, Hồng Anh, hôm nay chúng ta học mẫu câu 不管也. Có nghĩa là dù cũng. Mệnh đề phụ đưa ra một điều kiện. Mệnh đề chính giải thích kết quả sản sinh trong điều kiện này. Sau đây chúng ta học câu thứ nhất. 不管希望有多渺茫，我也愿意为此一搏。Có nghĩa là dù hy vọng nhỏ nhoi thế nào, tôi cũng sẵn sàng phấn đấu. 不管希望有多渺茫，我也愿意为此一搏。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 不管希望有多渺茫，我也愿意为此一搏。Mời các bạn đọc lại lần nữa. 不管希望有多渺茫，我也愿意为此一搏。Mời các bạn học từ mới. 希望 có nghĩa là hy vọng. 希望希望希望 Mời các bạn học tiếp từ mới. 渺茫 có nghĩa là nhỏ nhoi, mịt mù, mờ mịt. 渺茫渺茫渺茫 Mời các bạn học tiếp từ mới. 愿意có nghĩa là sẵn sàng, bằng lòng. 愿意愿意愿意 Mời các bạn học tiếp từ mới. 搏拼搏 có nghĩa là phấn đấu. 拼搏拼搏拼搏 Chúng ta học câu thứ hai. 不管考试能否通过，你也不能作弊。Có nghĩa là dù thi có đỗ hay không, bạn cũng không thể gian lận. 不管考试能否通过，你也不能作弊。Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 不管考试能否通过，你也不能作弊。Mời các bạn đọc lại lần nữa. 不管考试能否通过，你也不能作弊。Mời các bạn học từ mới. 考试 có nghĩa là thi, thi cử. 考试，考试。Khảo sư. Mời các bạn học tiếp từ mới. Thông qua. Có nghĩa là thông qua, đỗ. Thông qua. Thông qua. Thông qua. Mời các bạn học tiếp từ mới. Zuo bì. Có nghĩa là gian lận. Zuo bì. Zuo bì. Zuo bì. Mời các bạn học câu thứ ba.
不管食物多诱人，他却一点也不嘴馋。 Có nghĩa là dù thức ăn hấp dẫn thế nào, anh ấy cũng không một chút thèm thuồng. 不管食物多诱人，他却一点也不嘴馋。 Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 不管食物多诱人，他却一点也不嘴馋。 Mời các bạn đọc lại lần nữa. 不管食物多诱人，他却一点也不嘴馋。 Mời các bạn học từ mới. 食物 có nghĩa là thức ăn, món ăn. 食物 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 Mời các bạn học tiếp từ mới. 诱人 có nghĩa là hấp dẫn, lôi cuốn. 诱人 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 Mời các bạn học tiếp từ mới. 嘴 có nghĩa là mồm, miệng. 嘴 嘴 嘴 Mời các bạn học tiếp từ mới. 馋 có nghĩa là thèm, thèm thuồng. 馋 馋 馋 Mời các bạn học câu thứ tư. 不管比赛结果多么不如意，我们也不应该灰心丧气。 Có nghĩa là dù kết quả thi đấu không được như ý, chúng ta cũng không nên nản lòng. 不管比赛结果多么不如意。 我们也不应该灰心丧气. Mời các bạn đọc theo Thu Nguyệt. 不管比赛结果多么不如意，我们也不应该灰心丧气. Mời các bạn đọc lại lần nữa. 不管比赛结果 多么不如意，我们也不应该灰心丧气. Mời các bạn học tiếp từ mới. 比赛 có nghĩa là thi đấu. 比赛 Mời các bạn học tiếp từ mới. 结果 có nghĩa là kết quả. 结果 结果 Mời các bạn học tiếp từ mới. 如意 có nghĩa là như ý. 如意 Mời các bạn học tiếp từ mới. 灰心丧气 có nghĩa là nản chí ngả lòng, mất hết lòng tin. 灰心丧气 灰心丧气 Thế nào, các bạn đã biết cách sử dụng mẫu câu dù, cũng, chưa nhỉ? Quý vị và các bạn thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đón nghe tiết mục Học tiếng phổ thông Trung Quốc hôm nay. Xin thông báo cho các bạn tin vui, chúng tôi đã mở trang Học tiếng Trung trên Facebook. Mời quý vị và các bạn truy cập tiến hành giao lưu, đồng thời có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. 说中国话，唱中国歌，了解中国文化，你就能成为中国通. Thu Nguyệt và Hùng Anh xin hẹn gặp lại các bạn vào tiết mục này ngày mai. 再见.